hết luôn nè. Thằng nào? Đó cái thằng xe hơi bên kia kìa. Giờ thấy xe rồi, xe màu trắng phải không? Lý do là nó đèn xanh mà nó nãy là nó bị dướng bên đây, nó không qua được. Không qua được. Bây giờ tới phiên mình đi là ông đã dướng luôn. Nghe tới phiên bên này nó đèn đèn xanh nó đi là coi như là nó dính cứng ngắc luôn. Nó không rồi. Có công an là nó sẽ chặn lại. Dạ. Cho dù cái này xanh đó nó cũng không cho đi thì nó mới thoát được thằng kia ra. Dạ. Mà cái này là cứ xanh lên là đi, xanh lên là đi lại ra vậy đó. Ông kia phải quay đầu đi theo hướng của mình luôn thì mới được. Thì đúng rồi, nếu mà có công an là nó bắt quay đầu, bắt đổi hướng. Bắt đổi hướng. Chứ bằng ngàn sao được. Đó. Ôi giời ơi, người, có người đi ngược lại nữa kìa. Đi ngược chiều với cô này nè. Không, cái đấy là nó rẽ nè. Từ bên đó nó rẽ ra nè. Ủa, rẽ ra nhưng mà mình đang đi thẳng. Sao sao có người đi ngược lại hả? Rẽ ra nè. Anh thấy không? Mình đã đứng lại rồi, mình nó cố tình nó chạy như xe hai bánh, anh ha. Dạ. Anh ha, nó ác vậy. Ôi, đèn đang đèn đỏ đấy. Đèn đỏ mà nó còn chạy tốt hết á. Đang đèn đỏ nè. Đèn đỏ là mình nó chạy ráng ra cho nên nó mới dính chùm dính cục vậy. Trời ơi. Ôi rồi cái ông này ông đi. Ôi nè, ông này nè. Ui, nó chạy kinh lắm. Ôi giời còn ông nữa. Nó chạy như lao bay vậy nha. Ôi gì mà. Không có công an ở đây, chứ mấy bữa có công an đây đỡ lắm. Dạ. Bên này công an nó trốn đi đâu hết trơn nè. Tại sao người ta không có giờ này cảnh sát không có đi? Đúng ra là giờ cao điểm là thường thường hay có nó lắm. À. Cho nên là tôi nói hễ chỗ này bữa nào mà có công an còn đỡ, không có là thua, chết dí. À. Xe mở đi, xe hơi mở đi 4 năm được đó. Giờ mình xanh đó mình đi là chứ giờ mà anh đứng lại là không biết bao giờ anh qua được. Dạ. Đó, vậy đó anh thấy là khổ vậy đó. Là còn bà này nó đèn đỏ mà nó cũng chung qua được. Chạy tốt hết ra. Sorry, ông mới vừa đi ra khỏi chỗ này giờ tôi bắt mới quay lại nữa. Holy mama, kẹt xe quá chứ. Xanh đỏ rồi nó chạy tá lả hết trơn vậy đó, không có nhường cho ai hết trơn. Dạ, đèn đèn xanh, đèn đỏ không có hiệu nghĩa. Dần đèn nó bắt vô thì nó khắc nó than sùm trời đất hết trơn. Vậy là mình qua chưa hay là mình còn kẹt nữa? Giờ mình quẹo phải đây nè. Quẹo phải là tới đây hả? Dạ. Quẹo phải đi thêm cây số nữa tới. Vậy là còn kẹt không? Hết rồi đó. Hết kẹt rồi hả? Hết rồi đó. Chỗ này nữa là hết rồi. Thấy cũng vậy mà, thấy cũng còn đông nghẹt nữa. Đông đây là đông do đèn xanh đèn đỏ thôi, chứ nó kẹt là kẹt cái chỗ đó thôi. Về cảnh sát này tại sao ông không có đi? Ông không đi lên kia hả? Ông đứng đó. Có một thằng thì nó giải quyết cái chỗ này thì nó được chỗ này thì mất chỗ khác. Trời ơi. Đây nè. Đây nè, đây có một cái nè. Đứng canh là không, nó chạy ngược chiều. Ngược chiều hả? Đấy, không có công an đứng là nó sẽ chạy ngược chiều. Nó chạy biết cái đường này là anh không qua được luôn á. Cũng đỡ quá ha, mình đi qua khỏi khu đó tới khi coi sát ha. Vậy là phải có thêm một ông nữa. Ông đấy là được rồi đó. Để thiếu người ngay chỗ kia. Một ông đấy là được rồi. Mà sao hồi nãy mấy người kia vượt qua cái hàng rào mà trên này không bị bắt lại hả? Chiều là nó không bắt. Đông quá không bắt được. Chiều càng bắt càng kẹt, không lo được mấy người khác phải không? Dạ, chiều là nó không bắt. Ôi hết kẹt rồi. Hết rồi đó. Đỡ quá.